Thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung đóng góp của đại biểu Phan Ngọc Thọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế về những giải pháp tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng gắn với giải quyết việc làm, phát huy vai trò của chính phủ kiến tạo và xây dựng nền tảng kinh tế số tại phiên thảo luận kinh tế xã hội ngày 31 tháng 10. Trong ngày hôm nay, đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến trong lĩnh vực phát triển ngành logistics, phát triển nông nghiệp, các nội dung liên quan đến phát triển khoa học công nghệ cũng như các vấn đề văn hóa xã hội khác. Sau đây là phần lược ghi và trích ý kiến bên lề phiên thảo luận của đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Về khoa học công nghệ, nhiều đại biểu cho rằng đầu tư của nước ta thời gian qua chưa đúng với định hướng đã được Bộ Chính trị khóa 6 đặt ra là 2% tổng chi ngân sách hàng năm, trung bình chỉ đạt 1,4%, trong đó có quá nửa là cho bộ máy công lập. Chuyển giao công nghệ kém đang trở thành vật cản cho sự phát triển nền kinh tế, nhất là khi công nghệ cao chi phối nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Về đầu tư phát triển logistics, nhiều đại biểu cho rằng cần xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn trọng điểm và nên thay đổi tư duy quản lý, thành lập một ủy ban về logistics thay vì một bộ chuyên ngành. Có đại biểu đề xuất xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, qua đó thúc đẩy sản xuất hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, coi đây là trục xương sống trên bộ, kết nối các vùng kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển tổng thể nền kinh tế, tập trung vào công nghiệp, nông nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, xuất khẩu theo hướng bền vững, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cùng trong ngày hôm nay, các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Về mục tiêu phát triển 6,7% trong năm 2017 do chính phủ đưa ra, đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn Thừa Thiên Huế cho rằng chính phủ cần phải có các những cái giải pháp quyết liệt và đồng bộ thì có như vậy chúng ta mới đạt được 6,7%. Ví dụ như là đối với cái khu vực mà doanh nghiệp thì chúng ta phải tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp. Chúng ta phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong cái môi trường mà đầu tư nó thuận lợi. Đối với doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta đã biết là cần phải tái cơ cấu lại. Rồi hệ thống ngân hàng, rồi nợ công, đặc biệt là đầu tư công chúng ta cũng phải rà soát và cơ cấu lại. Rồi cái hệ thống trong cái khu vực mà gọi là khu vực của cái nền kinh tế mà đặc biệt là cái khu vực mà khu vực công thì chúng ta cũng xem lại cái khu vực này nó điều chỉnh lại cái hoạt động thì có như vậy nếu chúng ta làm quyết liệt thì chúng ta có thể đạt được con số 6,7%. Trong cái báo cáo chính phủ 9 tháng đầu năm 2017 thì có nhắc đến cái hiện tượng là trục lợi bảo hiểm y tế. Trong cái sự phát triển của bảo hiểm y tế, trong sự phát triển của chính sách thông tuyến thì thế nào cũng có một số hiện tượng như vậy. Hệ thống công nghệ thông tin và giám định đa tuyến của bảo hiểm y tế người ta đã kiểm soát khá tốt. Và nếu như được áp dụng trên toàn quốc thì theo như tôi biết thì bây giờ là đã áp dụng toàn quốc rồi. Thì có lẽ là trong thời gian tới thì tình trạng này sẽ không xảy ra nữa.